Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 17 tháng 11 của bài Việt ngữ đã ai châu tự do. Có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bắc Ninh, công an lăng mạ, xô luật sư ra khỏi cổng ủy ban. Nhóm các phóng viên báo sạch kháng cáo án sơ thẩm. Indonesia thả 166 người dân Việt Nam bị bắt giữ về nước. Hôm 16 tháng 11, luật sư Ngô Anh Tuấn thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tố cáo việc ông bị lực lượng công an xã Thanh Hương, Bắc Ninh lăng mạ và xua đuổi khi tới làm việc cùng với thân chủ. Trong đoạn video ngắn được luật sư Ngô Anh Tuấn đăng tải trên trang Facebook cá nhân, quay lại cảnh một người mặc đồng phục công an xã liên tiếp dùng hai tay đẩy luật sư Tuấn một cách thô bạo. Người này cuối cùng trục xuất ông Tuấn ra khỏi cổng Ủy ban nhân dân xã Thanh Khương và đóng cửa lại. Ông Tuấn trước đó đi cùng thân chủ tới buổi làm việc với công an xã với tư cách là luật sư đại diện vào buổi chiều ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, khi tới nơi như lịch hẹn thì luật sư bị một người đàn ông mặc thường phục ngăn cản và xua đuổi. Lý do người này đưa ra là chỉ làm việc với đương sự chứ không tiếp luật sư. Sự việc leo thang khi luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội đòi gặp trưởng công an xã Thanh Khương để phản đối và yêu cầu được ở lại cùng với thân chủ. Theo ông Tuấn, thì ông đã bị nhiều người bao vây, xô đẩy và thậm chí đã bị một người trong số đó nhục mạ. Khi phóng viên của Đài Á Châu tự do liên hệ để tìm hiểu sự việc, ông Tuấn cho biết vì hiện tại tôi đang làm có văn bản lên công an tỉnh Bắc Ninh với lại công an huyện Thành và tôi gửi cho liên đoàn luật sư và đoàn luật sư thành phố Hà Nội ấy, để để, để đề nghị các cơ quan đó là là thứ nhất là bên phía công an để sẽ xử lý trách nhiệm của những người mà vi phạm nếu có hai là tôi đề nghị là bảo vệ cái nghề luật sư của chúng tôi trên trang Facebook Tuấn Ngô ông viết tôi sẽ giữ đúng bổn phận của người luật sư và phẩm giá của một luật sư đàng hoàng cho tới ngày cuối cùng khi tôi còn giữ tấm thẻ luật sư trên tay mọi hành vi sai trái xâm phạm quyền hành hợp pháp của tôi và đồng nghiệp, tôi sẽ sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng. Ông Tuấn cũng đồng thời gửi đơn tường trình sự việc lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam để lãnh đạo liên đoàn nắm bắt rõ hơn về thực trạng hành nghề luật sư và đưa ra các giải pháp thực tế, hiệu quả hơn để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của đồng nghiệp. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã gọi điện thoại nhiều lần tới Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành và xã Thanh Khương để xác minh sự việc nhưng không ai trả lời. Năm phóng viên báo sạch gửi đơn kháng cáo những bản án mà tòa sơ thẩm tuyên cho họ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nguồn Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, chiều ngày 17 tháng 11. Theo đó, năm phóng viên gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng gửi đơn kháng cáo theo hướng giảm nhẹ hình phạt. Như tin chúng tôi đã loan vào chiều 28 tháng 10 năm 2021, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tuyên phạt năm nhà báo của nhóm báo sạch tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam sau 2 ngày xét xử và 1 ngày nghị án. Các nhà báo độc lập này bị cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoảng 2 Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, ông Trương Châu Hữu Danh bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, ông Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng mỗi người 3 năm tù, ông Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã đồng mức án 2 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt bổ sung cấm các nhà báo này hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành án tù. 166 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt giữ vì đánh bắt cá trộm trong vùng biển của nước này vừa được trao trả cho Việt Nam hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Một giới chức thuộc Bộ Ngư nghiệp và các vấn đề trên biển của Indonesia cho Đại Á Châu Tự do biết, những ngư dân này đã rời đảo Ba Tam, nơi họ bị giam giữ, trong một chuyến bay về nước. Việc hồi hương những người không phải đối mặt với pháp lý sẽ được tiếp tục theo các giai đoạn. Đô đốc Adin Nuragwan Utin, giám đốc phụ trách việc giám sát các tài nguyên biển và nguồn lợi thị sản của bộ này cho biết trong một tuyên bố của bộ Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Indonesia cũng trao trả cho Việt Nam 200 ngư dân khác từ đảo Batam trên một chuyến bay được chính phủ Hà Nội thu xếp. Đô đốc Adin cho biết phía Indonesia vẫn đang làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta để thực hiện các chuyến bay hồi hương cho ngư dân Việt Nam. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào tháng 3 năm 2020, đã có khoảng 500 ngư dân Việt bị kẹt lại tại Indonesia. Một số người đã ở các trung tâm giam giữ hơn một năm. Indonesia hiện vẫn còn giam giữ khoảng 132 ngư dân Việt Nam khác tại những nơi khác, theo ông teku Envistrayas, một giới chức thuộc Bộ Ngư nghiệp nước này. Ông cho biết ông hy vọng những người này sẽ sớm được hồi hương. Vừa rồi là một số tin ở bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai. Cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Việt Ngữ đã cho Tự do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an